Những năm qua, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vận động gần 20 hộ lấn chiếm trả lại mặt bằng và trích kinh phí gần chục tỷ đồng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để cải tạo 4 ao hồ của địa phương, tập trung ở thôn Thanh Xá và thôn Yên Thổ. Mỗi ao có chiều rộng từ 60 đến 100 mét, chiều dài từ 150 đến 200 mét. Các ao hồ sau khi được giải phóng mặt bằng đều được kè đá, lát vỉa hè cải tạo, nâng cấp đường xung quanh và trồng cây xanh, lắp đèn chiếu sáng ghế đá. Việc cải tạo ao hồ kể trên không những tạo cảnh quan khuôn viên rộng đẹp, không khí trong lành mà còn là địa điểm lý tưởng để nhân dân tập luyện thể dục thể thao, thư giãn và dạy bơi cho các em học sinh mỗi dịp hè đến.